Wow, mình là một con khỉ đen à? Đây là khỉ đồn đó. Đây là con tinh tinh ấy, hay là con đười ươi ấy? Thế nhưng mà cái con này nó làm được gì nhỉ? Đười ươi à, thì trèo cây và leo trèo rất giỏi. À, nó chạy nó lăn được này, nhảy lên này. Bây giờ chúng mình đang ở trong sở thú. Hello, hello anh bạn. Xin chào người anh em. Ui, con này nó sao vậy? Nó vừa chích điện cậu ơi. Chích điện ở đâu? Ui, cậu làm gì vậy? Tớ chả biết được, tớ vừa cứ cử động chân tay thôi. Thế nào mà lại đá? Ui, cậu ơi, lên đi. Lên đây. Ui, ui, không được rồi. Hình như là cậu vẫn đang chưa quen với cái hình dạng này. Khỉ ấy là phải trèo lên cây đúng không? Để tớ trèo lên cây xem nào. Ồ, phải bám vào cây chứ. Sao lại không trèo được? Nhảy lên mà tay giang ra hai bên thế thì làm sao mà trèo được? Ui, này, có quả thông. Không phải quả thông đâu. Nhìn đi, không phải quả thông là thì là cái gì? Quả lựu đạn cậu ơi. Nhìn này, trên tay tớ cầm một quả lựu đạn. Nhưng mà ai vứt lựu đạn ở đây? Ở trong vườn thú mà sao lại ai vứt lựu đạn vào đây thế này? Ui, ui. Nổ lựu đạn cái bắn văng đi luôn cậu ơi. Hay là mình trèo hàng rào ra bên ngoài đi. Đây, nhảy một phát là ra luôn. Ui giời, cái hàng rào này tưởng thế nào bình quá là dễ luôn. Hàng rào này hay có điện lắm đây, cậu đừng có chủ quan. Bây giờ ra đây, đây, đây là khách cha bắt quả. Đánh một cái là bay luôn. Không được làm thế đâu bạn nhím, như vậy là một hành động rất là xấu đấy. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này như kiểu cốc nước ấy. Cốc nước à? Ném đi, à ném đi. Cái này túi rác, sao ai lại xả rác bừa bãi ở đây ấy nhỉ? Wow, cái xe. Ôi, khỉ lái ơi, khỉ lái xe này. Ôi, ôi xong rồi, cậu làm hỏng cái cây cột điện ở đây rồi. Ui, ui, thôi chết rồi, tớ phá hỏng hàng rào của sở thú rồi. Làm thế này ra. Lát nữa sẽ có bảo vệ đến mà bắt bạn nhím rốt vào trong mồm. Này, hưu các cổ ơi, đi xe không? Ui, trời, thôi chết rồi. Tớ xin lỗi nha, tôi nhất là mình nên đi ra khỏi sở thú này thôi. Cẩn thận, bạn kia đi ra đi. Nhanh lên ra cho tớ ra nào. Ui, trời. Đến hơn mạng hưu các cổ này. Đứng dậy đi, hưu các cổ ơi, đứng dậy đi. Tớ xin lỗi nha. Nhanh lắm, lát nữa cảnh sát sẽ đến đây bắt cậu. Ui, trời, tớ lại đắt. Trời, đây là chuồng gì đây? Đây là chuồng voi. Tốt nhất là không đi xe này nữa. Đi vào đây xem nào. Cậu vào rủ xem mặn voi này có đi chơi không. Hello voi. Tóm cái voi của mặn voi nè. Không được, voi cao quá mình không nhảy lên được. Hello voi. Ui, cái gì đây? Cục phân của con voi. Dèo ơi, các cậu ơi, cục phân của con voi gì mà lại to như thế này? To còn hơn cả đầu tớ luôn. Bạn voi ơi, tớ trả bạn cục phân này. Dèo ơi, kinh quá, kinh quá. Ở đây có hai cục nữa. Bình thường sạch sớm ra là ở đây sẽ có người dọn dẹp đó. Sao hôm nay không có ai đến dọn dẹp nhỉ? Ủa, mình ném ra là cục phân nó nát bét luôn này các cậu ơi. Chảy ra thành nước luôn. Ghê quá. Sao cậu cứ đi nhặt các cục phân làm gì vậy nhím? Để tớ ra từ ném vào cái bàn này nhá. Em vui trượt rồi. Xem nào, ở đây còn có cái gì nữa không nhỉ? À, đây là chuồng của con gì, các bạn nào biết không? Chuồng của con ngựa vằn, cưỡi ngựa nè. Cưỡi ngựa nè. Cưỡi voi còn chả cưỡi được, cưỡi ngựa. Không được cưỡi được ngựa. Ồ, lại có một quả lựu đạn đây này. Đừng cầm. Cầm không sao cả, mình có thể ném đi được mà. Bây giờ để tự ném nha. Nhưng cậu ném lâu quá nó sẽ nổ. Đấy chưa. Tớ vừa ném là bạn ngựa lại bị ngã ra đúng không? Phải. Bạn ngựa ơi, bạn này bạn đang nằm phơi nắng. À đâu, bạn này bạn đang nằm nghỉ mát. Tớ làm sao thế này? À đây đây đây, được rồi. À quên, vừa nãy mình có điện. Mình có một cái gì phát ra điện ấy. Cái gì? Tớ không biết được. Bây giờ để tớ đi sang chỗ khác xem có cái chuồng gì ở chỗ khác không. Mình sẽ khám phá các khu vực khác. Cái này trông như đây là một cái ô nước. Ôi, cũng phải. Đây là một quả đạn khói, không nhìn thấy gì nữa rồi. Mù mịt luôn cả sở thú. Ui, à. Ở bên này là cà phê, lại một quả lựu đạn nữa này. Đấy, ông này khát. Đem thế nào mình lựu đạn nó nổ. Cả mình bay đi luôn.
À thì ra tớ biết cái cách trò này chơi rồi, vừa nãy mình chơi thua. Đấy là bởi vì mình phải có nhiệm vụ đó là tiêu diệt, ngăn cản cái ông... Ông nào? Cái ông gì mà dọn dẹp vệ sinh ở sở thú, gọi là ông du kích bờ ấy, là ông... Người xấu đúng không? Không, ông nhân viên sở thú. Kìa kìa, cái ông nhân viên sở thú, ông ấy đang đi dọn, ông ấy đang đi dọn vệ sinh voi ấy kìa. Bây giờ chúng mình phải làm gì? Mình có cái điện này, dí đi. Ông ấy lại dí điện mình cơ. Ôi, đau quá, không vậy được rồi. Ông ấy đang là phương thủy hư đốn này. Cho ông ba này, đập cho ba. Ông kia đứng lại, đứng lại. Mấy người ngăn cản không cho ông ấy, không cho ông ấy. Ôi, ông này, ông ấy sao đấy, ông ấy. Không cho ông ấy làm gì cơ? Không cho ông ấy hoàn thành nhiệm vụ của ông ấy. Mình bây giờ là trong vai một con thú, thế nên là mình sẽ phải ngăn cản ông đấy. Đây chỉ là một con thú hư đốn đúng không? Mình sẽ đi tìm lưu đạn kia. À, mình chạy nhanh mà, quên đấy. Lấy lưu đạn này. Ông kia đâu rồi? Từ từ, ông đừng có chạy nhanh. Ông từ từ, ông đợi tôi với nào. Stop. Này, nào, ông này ông còn biết nhảy lên cơ mà. Giỏi thật đấy. Quá là siêu luôn. Được, mình phải được kiếm ông này mới được. Tôi nghĩ là cậu chạy nhanh hơn đó. Đúng rồi. Này, ông chạy đi đâu? Bây giờ mình sẽ phải chặn đầu để mình lấy một quả lưu đạn. Ở đây không có lưu đạn rồi. Này, ok. Ôi, ông đang quẩy mình. Ôi, kia, ông đang quẩy mình. Còn lâu nha, mỗi lần quẩy là mình lăn. Đây rồi, trước đây có quả lưu đạn này. Đấy rồi. Ui, trời ơi, chưa kịp nữa. Đâu rồi, không chạy đâu rồi. Từ. Đây, không chạy nào, chạy nào. Cần thật á. Bùm, yeah. Mình đánh bay được ông đi rồi. Vì thấy Đúng rồi, nhưng mà bây giờ ra giúp ông đi ra. À, mình đánh bay cái mũ của ông rồi. Á. Đuổi đi. Lê. Ông dám ném tôi vào hàng rào nhá. Được rồi. Ông ta đã từng đùa với ta. Này, ngăn vào chân ông đi. Ông ấy cầm một cái thùng xốp để làm gì vậy nhỉ? Ông ấy đi giao hàng cho cậu ơi. Được, ông ấy giao cho cái ông nhân đen này đấy. Bây giờ mình không có quả lựu đạn nào để mình ném cho ông ấy nhảy. Đây, lại một quả lựu đạn nữa thôi. Đâu rồi. What the hell? Ui ui ui, mình ném gần quá thế là mình bị luôn. Đâu rồi. Đây, hình như lại có một quả gì đây. Một quả lựu đạn kia. Đâu? Đây. Thế nào cũng phải đi sưu tập lựu đạn à? Kia. Mỗi lần mình ném là mình cũng bị luôn. Ui, ông ấy chạy vào nhà thôi. Chạy đi đâu đây? Ôi trời, đánh trượt. Ông này. Đừng đã tay rồi. Ui, ở đây có nhiều lắm. Ôm, ui trượt. Đâu đây, không phải đựng đạn đâu, đây là toàn là đấy thôi. Toàn là cái đạn khói thôi, không có đựng đạn. À kia, hai quả phía trước kia, nhưng mà ông kia ông chạy đâu rồi. Đâu có cậu ơi. Tớ nghĩ cậu, wow, không cánh nhiều kìa. Kìa, ông kia rồi. Đây, phía trước kia. Đi đi. Ôi. Người đã. Thế là dưới kia có quả lựu đạn. Đấy, đi đi. Ôi. Ông ta mất nửa máu rồi. Nhiệm vụ của cậu thành công rồi. Thêm lựu đạn rồi, lựu đạn ở đây. Không phải. Nếu như ném đạn khói vào người ông ta có bị mất máu không? Ui không, ông ta chạy nhanh quá cậu ơi, ông ta sắp thắng rồi. Oh no. Không thể để cho ông ta chiến thắng được. À, mình sẽ ra giúp ông đấy. Tối cậu rồi. Đâu rồi, ông chạy nhanh thế. Ông này như là ông chui trong cái nhà kia, phía trước kia. Mình không có điểm đạn. Here we go. Đâu rồi, ông đi đâu rồi? Đây là nhà hàng ăn uống. Thôi, thế ông đi vẫn thắng. Mình sẽ làm một con khác. Tớ
con voi này, con cá, con hươu cao cổ. Hay là bây giờ mình làm con hươu cao cổ đi. Hươu cao cổ tôi sợ chạy nó không nhanh đâu. Hươu cao cổ, thế thì làm con cá nhá. Không có cá thì làm sao mà chạy được. Con voi. Con voi to béo ở quần nó không chạy được ấy. Thế thì làm con chim bánh cụt đi sao nào. À, con chim bánh cụt này. Ui, con chim bánh cụt này nó trượt được các cậu ơi. Đúng rồi, nó trườn rất nhanh. Phi như một cái tên lửa vậy. Nhưng mà bây giờ phải đi tìm được cái ông kia đã. Lấy quả lựu đạn chứ. Lấy quả lựu đạn rồi. À kia, ông kia rồi. Đây rồi. Bởi vì mình đã biến thành chim cánh cụt. Boom. Không biết được. Ui, tôi đem trượt à? Trượt rồi, Phi nghe một quả lựu đạn. Đâu rồi? Ủa, mất rồi. Ui, phía bên phải kia, đằng sau cậu. Ui, ông ta. Hay quá, ui, con sư tử nó đuổi. À, con sư tử nó vẫn đang cắn ông ta. Đang cản đường giúp cậu đó. Cậu ấy đi tìm lựu đạn đi. Ôi, tớ bị quay đi mất rồi. Chết giả. Chạy lại nhanh. Chim cánh cụt quá là yếu luôn. Có quả lựu đạn. Ông ta đâu rồi? Ô, anh bạn sư tử sao lại không ngăn ông ta lại? Ui, nó đuổi về. Ôi trời, con sư tử. Con sư tử mất dây này cho quả lựu đạn lại. Mãi không rơi được xuống. Ui trời ơi, nét hết cả người rồi các cậu ơi. À đây, ông đây rồi, Ôm. Ôi, con chim bánh cụt này chạy chậm thế. Còn bây giờ, chúng mình là con gì đây? Một con hươu cao cổ. Một cái cổ rất là dài luôn. Để xem con hươu cao cổ này nó làm được cái gì nào. Nhảy xem nào. Nhảy đấy. Nhảy chắc thôi à. Làm sao chứ? Bật đầu vào cổ con kia. Thế là cả hai con cùng ngã ra. Ui, ôi, cổ nó dài này. Ơ, nó đọc cái gì rồi. Ui, cái cậu ơi. Nhìn này, một con hươu có cổ. Và cổ nó dài từ đầu sân đến cuối sân luôn. Mọi người mắc kẹt vào rồi. Gỡ ra đi. Không thể. Ôi, đợi đầy. Ui, trời ơi. Đúng là cái cổ dài. Khó chịu thật đấy. Bây giờ đi ra ngoài rồi. À, nó có thể chạy được này. Con này chạy nhanh đấy. Ui giời ơi. Cái chân dài quá cho nên là mình rất khó cử động luôn. Nhảy cao cho tôi cậu ơi. À, ông chủ vườn thú kìa. Ui ok, let's go. Có nhặt được quả bom không? Ném quả này đứng xa ra ném này. Ôi nhưng mà con này có vẻ chạy nhanh đấy. Ồ đúng rồi, bởi vì nó cao nó to mà cậu. Này ông kia đi đâu, Ui ôi ông. Đây là ông ném con hươu cao cổ này. Ôi trời ơi. Ông ta làm gì nữa. Đã thấy nó cho quả quăng. Lại ném trượt quả quăng rồi. Đây. Này thì ném này. Ôi trượt thôi.